Chúa Nhật năm mùa chay, chúng ta hy vọng sự phục sinh trong tương lai. Phụng vụ Chúa Nhật năm mùa chay hôm nay không thể cho chúng ta những lời nào an ủi hơn. Thực vậy, ngày lại ngày, nỗi sợ cái chết đe dọa niềm mong ước được sống của chúng ta, một niềm mong ước không gì dập tắt được. Bị kiềm chế bởi viễn ảnh tất nhiên ấy, người ta thường làm mọi cách để xóa bỏ tư tưởng đó. Nhưng được ích gì? Cái chết luôn nằm chờ chúng ta. Duy Chúa Giê-xu mới có thể giải thoát con người khỏi cơn ác mộng ấy. Khi than khóc cái chết của người bạn và cho anh ta sống lại để trả anh lại cho những người thân, Chúa Giê-xu mặc khải chính mình là Chúa của sự sống và là bạn thật của con người. Cho mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của người, Chúa Giê-xu trở thành bất lực trước kẻ có quyền lực của sự chết, tức là ma quỷ, và như vậy người giải thoát. Những kẻ vì sợ chết mà suốt đời phải sống trong cảnh nô lệ. Do Thái đoạn 2 câu 14-15. Ta là sự sống lại và là sự sống, con có tin thế không? Chúa nêu lên câu hỏi này với mỗi người chúng ta hôm nay. Trong kinh Kinh Kính, Giáo hội dạy chúng ta tuyên xưng: Tôi tin thân thể sẽ sống lại và sự sống đời đời. Đây là một chân lý căn bản, đôi khi lạ lẫm và khó hiểu đối với nền văn hóa của thời đại chúng ta. Một nền văn hóa thường đóng kín trước ý nghĩa siêu việt, mà hầu như hoàn toàn chú trọng đến cuộc sống tạm thời. Nhưng con người là gì nếu như mọi sự chỉ được giải quyết trong cái chu kỳ vắng vỏi của cuộc sống sinh học? Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, một thành quả chín mùi của Công đồng Vatican II khẳng định: Chúng tôi tin vững chắc và hy vọng rằng như Chúa Kitô đã thực sự sống lại từ cõi chết và sống mãi, người ngay lành cũng thế, sẽ sống mãi cùng Chúa Kitô phục sinh và người sẽ cho họ chỗ dậy trong ngày sau hết, giống như sự phục sinh của người. Sự phục sinh của chúng ta cũng sẽ là công trình của ba ngôi chí thánh. Nếu thánh thần của Đấng đã làm cho Đức Giê-xu trỗi dậy từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-xu trỗi dậy từ cõi chết cũng sẽ ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em, nhờ thánh thần là Đấng ngự trong anh em. Roma đoạn 8 câu 11. Anh chị em thân mến, một niềm hy vọng đầy an ủi đi vào cuộc đời chúng ta. Ánh sáng đức tin chói ngời này mở ra trước chúng ta một viễn ảnh kỳ diệu, sự sống sau cái chết. Và chính trong ánh sáng của chân lý ấy mà hoạt động hàng ngày của chúng ta, xét như là con người và như là tín hữu, mới có ý nghĩa và giá trị đầy đủ. Các bạn yêu quý, đây là hồng ân lớn lao mà Chúa lặp lại cho chúng ta nhờ cuộc vượt qua của người, một đời sống mới, thoát khỏi nô lệ xác thịt và gắn bó quá độ với của cải chóng qua đời này. Một đời sống được đổi mới và được đặt dưới quyền chủ trị của Thánh Thần, suối nguồn tình yêu, vui mừng và bình an. Sống khiết tịnh. Khiết tịnh là sự khẳng định đầy hân hoan của người biết làm thế nào để sống mà cho đi, tự thoát khỏi mọi hình thức nô lệ chính mình. Điều này giả thiết rằng con người đã biết cách chấp nhận người khác,
liên hệ với họ trong lúc vẫn tôn trọng phẩm giá của họ trong sự khác biệt. Người khiết tịnh không phải là người quy ngã, không gắn bó với người khác bằng mối tương quan ích kỷ. Khiết tịnh làm cho nhân cách được hài hòa. Nó làm cho nhân cách được trưởng thành và tràn ngập bình an nội tâm. Sự khiết tịnh tâm hồn và thể xác này giúp phát triển sự tôn trọng bản ngã đích thực, đồng thời làm cho người ta có thể tôn trọng người khác, bởi vì nó giúp người ta thấy nơi họ những con người mà mình phải kính trọng. Vì người ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và nhờ ân sủng, người ta là con cái Thiên Chúa được tái tạo nhờ Chúa Kitô, Đấng đã kêu gọi anh em từ nơi tối tăm bước vào ánh sáng diệu kỳ. Khiết tịnh bao gồm tập sự làm chủ bản thân, một công việc huấn luyện trong tự do của con người, sự lựa chọn đã rõ, hoặc là con người điều khiển các đam mê của mình và tìm được sự bình an, hoặc để cho chính mình bị các đam mê điều khiển và trở nên bất hạnh. Qua kinh nghiệm, ai nấy biết rằng khiết tịnh đòi hỏi từ khước một số tư tưởng, lời nói và hành động tội lỗi, như Thánh Phaolô đã cẩn thận xác minh và chỉ ra. Roma đoạn 1 câu 18, đoạn 6 câu 12 câu 14, 1 Corinto đoạn 6 câu 9 đến câu 11, 2 Corinto đoạn 7 câu 1, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 17 đến câu 24, đoạn 5 câu 3 đến câu 13. Để thực hiện điều này, đòi hỏi khả năng và thái độ tự chủ. Đó là những dấu chỉ của tự do nội tâm, của trách nhiệm đối với chính mình và với người khác. Đồng thời, những dấu chỉ này làm chứng một lương tâm trung thành. Sự tự chủ ấy gồm cả việc tránh những nhịp có thể gợi lên hoặc thúc đẩy tội lỗi, cũng như biết cách khắc phục những thôi thúc của bản năng tự nhiên. Khi gia đình có sự hỗ trợ thực sự về giáo dục và cổ võ thực tập các đức tính, thì việc giáo dục đức khiết tịnh sẽ dễ dàng và không có xung đột nội tâm. Cho dù vào một số thời điểm nào đó, người trẻ có thể trải qua những hoàn cảnh nhạy cảm đặc biệt. Đối với những người thấy mình ở trong những hoàn cảnh mà khiết tịnh bị xúc phạm và không có giá trị, thì sống khiết tịnh có thể đòi hỏi một cuộc chiến đấu khó khăn, thậm chí anh hùng. Tuy nhiên, với ân sủng của Chúa Kitô tuôn trào từ tình yêu của người đối với Hội Thánh, mọi người đều có thể sống khiết tịnh, cho dù họ có thể thấy mình ở trong những hoàn cảnh không thuận lợi. Như Công đồng Vatican II dạy, chính sự kiện tất cả chúng ta được mời gọi sống thánh thiện khiến cho chúng ta dễ dàng hiểu rằng mọi người có thể ở trong những hoàn cảnh mà những hành vi nhân đức anh hùng là không thể thiếu được, dù là trong đời độc thân hay đời hôn nhân. Và thực tế thì cách này hay cách khác, điều này xảy ra cho mọi người trong thời gian dài hoặc ngắn. Vì thế, đời hôn nhân cũng dẫn đến một con đường hân hoan và đòi hỏi cho sự thánh thiện. Sự phục sinh trong tương lai. Phụng vụ Chúa Nhật năm mùa chay hôm nay không thể cho chúng ta những lời nào an ủi hơn. Thực vậy, ngày lại ngày, nỗi sợ cái chết đe dọa niềm mong ước được sống của chúng ta, một niềm mong ước không gì dập tắt được. Bị kiềm chế bởi viễn ảnh tất nhiên ấy, người ta thường làm mọi cách để xóa bỏ tư tưởng đó. Nhưng được ích gì? Cái chết luôn nằm chờ chúng ta.
Duy Chúa Giê-xu mới có thể giải thoát con người khỏi cơn ác mộng ấy. Khi than khóc cái chết của người bạn và cho anh ta sống lại để trả anh lại cho những người thân, Chúa Giê-xu mặc khải chính mình là Chúa của sự sống và là bạn thật của con người. Cho mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của người, Chúa Giê-xu trở thành bất lực trước kẻ có quyền lực của sự chết, tức là ma quỷ, và như vậy người giải thoát. Những kẻ vì sợ chết mà suốt đời phải sống trong cảnh nô lệ. Do Thái đoạn 2 câu 14-15. Ta là sự sống lại và là sự sống. Con có tin thế không? Chúa nêu lên câu hỏi này với mỗi người chúng ta hôm nay. Trong Kinh Kinh Kính, Giáo hội dạy chúng ta tuyên xưng: Tôi tin thân thể sẽ sống lại và sự sống đời đời. Đây là một chân lý căn bản, đôi khi lạ lẫm và khó hiểu đối với nền văn hóa của thời đại chúng ta. Một nền văn hóa thường đóng kín trước ý nghĩa siêu việt, mà hầu như hoàn toàn chú trọng đến cuộc sống tạm thời. Nhưng con người là gì nếu như mọi sự chỉ được giải quyết trong cái chu kỳ vắn vỏi của cuộc sống sinh học? Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, một thành quả chín mùi của Công đồng Vatican II khẳng định: Chúng tôi tin vững chắc và hy vọng rằng như Chúa Kitô đã thực sự sống lại từ cõi chết và sống mãi, người ngay lành cũng thế, sẽ sống mãi cùng Chúa Kitô phục sinh và người sẽ cho họ trỗi dậy trong ngày sau hết, giống như sự phục sinh của người. Sự phục sinh của chúng ta cũng sẽ là công trình của ba ngôi chí thánh. Nếu thánh thần của Đấng đã làm cho Đức Giê-xu trỗi dậy từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-xu trỗi dậy từ cõi chết cũng sẽ ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em, nhờ thánh thần là Đấng ngự trong anh em. Roma đoạn 8 câu 11. Anh chị em thân mến, một niềm hy vọng đầy an ủi đi vào cuộc đời chúng ta. Ánh sáng đức tin chói ngời này mở ra trước chúng ta một viễn ảnh kỳ diệu, sự sống sau cái chết. Và chính trong ánh sáng của chân lý ấy mà hoạt động hàng ngày của chúng ta, xét như là con người và như là tín hữu, mới có ý nghĩa và giá trị đầy đủ. Các bạn yêu quý, đây là hồng ân lớn lao mà Chúa lặp lại cho chúng ta nhờ cuộc vượt qua của người. Một đời sống mới, thoát khỏi nô lệ xác thịt và gắn bó quá độ với của cải chống qua đời này. Một đời sống được đổi mới và được đặt dưới quyền chủ trị của Thánh Thần, suối nguồn tình yêu, vui mừng và bình an. Tục học hỏi từ thập giá qua kinh nguyện. Khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết rằng tôi hằng hữu và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Gioan đoạn 8 câu 28. Chúa Kitô nói đến Chúa Cha như nguồn mạch sự thật tối hậu mà người công bố: Đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Gioan đoạn 8 câu 26. Và cuối cùng, Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Gioan đoạn 8 câu 29.
chúng ta phải học cách đo lường những vấn đề của thế giới, và trên tất cả là những vấn đề của con người, nhờ thập giá và sự phục sinh của Chúa Kitô. Là Kitô hữu có nghĩa là sống trong ánh sáng màu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, và có nghĩa là tìm thấy trong đó điểm quy chiếu nhất định cho những gì ở trong con người, những gì ở giữa con người, những gì làm thành lịch sử của con người và của thế giới. Như Chúa Kitô đã nói trong cuộc đối thoại với người Pha-ri-siêu, nhìn vào chính mình, con người cũng khám phá ra những gì từ dưới và những gì từ trên. Con người khám phá ra trong chính mình, đây là một kinh nghiệm bền vững. Con người từ dưới và con người từ trên, không phải là hai con người, nhưng hầu như là hai chiều kích của cùng một con người. Con người là mỗi người trong chúng ta, trong các bạn, anh ta, cô ấy. Và nếu nhìn cẩn thận vào trong chính mình với đôi mắt phê bình, nếu cố gắng nhìn chính mình trong sự thật, mỗi người trong chúng ta có thể nói được những gì ở trong mình thuộc về con người từ dưới và những gì thuộc về con người từ trên. Người ta có thể gọi tên cái đó, người ta có thể thú nhận cái đó. Và cuối cùng, nơi mỗi con người chúng ta có khuynh hướng tự phát từ con người từ dưới hướng về con người từ trên, đó là một khát vọng tự nhiên. Ít nhất, chúng ta đừng dập tắt nó, đừng bẻ gãy nó. Đó là một khát vọng. Nếu chúng ta cộng tác với nó, khát vọng này sẽ phát triển và trở thành một sức mạnh thúc đẩy của đời chúng ta. Chúa Kitô dạy chúng ta làm thế nào để cộng tác với nó, làm thế nào để phát triển và đào sâu cái ở trong con người là từ trên, và làm thế nào để làm suy yếu và khuất phục cái từ dưới. Chúa Kitô dạy chúng ta làm điều này với tin mừng và gương sáng cá nhân của người. Ở đây, thập giá trở thành một tiêu chuẩn sống động. Nó trở thành điểm quy chiếu. Qua đó, đời sống của hàng triệu con người vượt qua từ cái ở trong con người là từ dưới đến cái từ trên. Phương pháp đầu tiên và căn bản của giai đoạn này là cầu nguyện. Khi cầu nguyện, theo một nghĩa nào đó, con người tự phát quay hướng về đấng ban cho con người chiều kích từ trên. Nhờ đó, con người chuyển dịch từ cái ở trong chính mình là từ dưới. Cầu nguyện là một chuyển động nội tâm. Đó là một chuyển động quyết định sự phát triển của toàn thể nhân cách con người, của hướng sống. Anh chị em yêu quý, nhân danh đấng chịu đóng đinh và sống lại, tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện, hãy yêu mến cầu nguyện. Hãy tiếp tục học hỏi từ thập giá qua kinh nguyện. Khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết rằng tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Gioan đoạn 8 câu 28. Chúa Kitô nói đến Chúa Cha như nguồn mạch sự thật tối hậu mà người công bố. Đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Gioan đoạn 8 câu 26. Và cuối cùng, đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người.
Gioan đoạn 8 câu 29. Chúng ta phải học cách đo lường những vấn đề của thế giới, và trên tất cả là những vấn đề của con người, nhờ thập giá và sự phục sinh của Chúa Kitô. Là Kitô hữu có nghĩa là sống trong ánh sáng màu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, và có nghĩa là tìm thấy trong đó điểm quy chiếu nhất định cho những gì ở trong con người, những gì ở giữa con người, những gì làm thành lịch sử của con người và của thế giới. Như Chúa Kitô đã nói trong cuộc đối thoại với người Pharisêu, nhìn vào chính mình, con người cũng khám phá ra những gì từ dưới và những gì từ trên. Con người khám phá ra trong chính mình, đây là một kinh nghiệm bền vững. Con người từ dưới và con người từ trên. Không phải là hai con người, nhưng hầu như là hai chiều kích của cùng một con người. Con người là mỗi người trong chúng ta, trong các bạn, anh ta, cô ấy. Và nếu nhìn cẩn thận vào trong chính mình với đôi mắt phê bình, nếu cố gắng nhìn chính mình trong sự thật, mỗi người trong chúng ta có thể nói được những gì ở trong mình thuộc về con người từ dưới và những gì thuộc về con người từ trên. Người ta có thể gọi tên cái đó, người ta có thể thú nhận cái đó. Và cuối cùng, nơi mỗi con người chúng ta có khuynh hướng tự phát từ con người từ dưới hướng về con người từ trên, đó là một khát vọng tự nhiên. Ít nhất chúng ta đừng dập tắt nó, đừng bẻ gãy nó. Đó là một khát vọng. Nếu chúng ta cộng tác với nó, khát vọng này sẽ phát triển và trở thành một sức mạnh thúc đẩy của đời chúng ta. Chúa Kitô dạy chúng ta làm thế nào để cộng tác với nó, làm thế nào để phát triển và đào sâu cái ở trong con người là từ trên, và làm thế nào để làm suy yếu và khuất phục cái từ dưới. Chúa Kitô dạy chúng ta làm điều này với tin mừng và gương sáng cá nhân của người. Ở đây, thập giá trở thành một tiêu chuẩn sống động. Nó trở thành điểm quy chiếu. Qua đó, đời sống của hàng triệu con người vượt qua từ cái ở trong con người là từ dưới đến cái từ trên. Hiệp nhất tự do với sự thật. Kiến tạo nước Thiên Chúa có nghĩa là ở với Chúa Kitô. Kiến tạo sự hiệp nhất ở trong chúng ta và giữa chúng ta, chính xác có nghĩa là quy tụ cùng với người. Đây là chương trình nền tảng của nước Thiên Chúa mà trong các bài giảng Chúa Kitô đã đối lập với hoạt động của thần dữ ở trong và giữa chúng ta. Hoạt động này đặt cược chương trình của nó vào tự do của con người, có lẽ là vô giới hạn. Nó nịnh bợ con người bằng một sự tự do không phải là của con người. Nó xu nịnh toàn thể môi trường, các xã hội và các thế hệ. Nó xu nịnh để cuối cùng cho thấy rằng sự tự do này chẳng là gì ngoại trừ thích ứng chính mình với sự ép buộc dưới nhiều hình thức. Ép buộc của các giác quan và bản năng, ép buộc của hoàn cảnh, ép buộc của thông tin và các phương tiện truyền thông khác nhau, ép buộc của mô hình tư tưởng, định giá và cách xử sự hiện tại. Trong đó vấn nạn cơ bản được thông qua trong im lặng. Nghĩa là bất kể cách xử sự này là tốt hay xấu,
xứng đáng hay không xứng đáng. Dần dần, chính chương trình sẽ đạt những phán đoán và công bố về điều thiện và điều ác, không theo giá trị thực sự của công việc và vấn đề, nhưng theo lợi thế và hoàn cảnh, theo lệnh truyền của thú vui hoặc thành công tức thời. Liệu con người còn có thể tỉnh thức hay không? Liệu con người có thể nói rõ với chính mình rằng sự tự do vô giới hạn này sẽ trở thành nô lệ hay không khi mọi sự đã được nói và được làm? Chúa Kitô không nịnh bợ các thính giả của Người. Người không xu nịnh con người với bề ngoài của tự do vô giới hạn. Người nói, các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải thoát các ông. Gioan đoạn 8 câu 32. Và như thế, Người khẳng định rằng sự tự do được ban cho con người không chỉ như một ân huệ, nhưng như một nhiệm vụ. Phải, tự do được ban cho mỗi người chúng ta như một nhiệm vụ. Trong đó, tôi và mỗi người trong các bạn được ban như một nhiệm vụ với chính mình. Đó là nhiệm vụ phù hợp với cuộc sống. Và đó không phải là một sự sở hữu mà người ta có thể sử dụng và phân tán bất cứ cách nào. Nhiệm vụ của tự do, một nhiệm vụ cao cả, được thực hiện theo chương trình của Chúa Kitô và vương quốc của Người trong lãnh vực sự thật. Tự do có nghĩa là thực hiện những hoa trái của sự thật, là hành động trong sự thật. Tự do có nghĩa là biết cách nhượng bộ, làm cho mình quy phục sự thật, chứ không phải là quy phục sự thật của chính mình, quy phục ước vọng của mình, lợi ích của mình, hoàn cảnh của mình. Tự do theo chương trình của Chúa Kitô và vương quốc của Người không có nghĩa là vui thú, nhưng là vất vả của tự do. Với cái giá của sự vất vả này, con người không phân tán, nhưng cùng với Chúa Kitô quy tụ và thu góp. Với sự vất vả này, con người cũng được thủ đắp nơi chính mình sự hiệp nhất, vốn là đặc điểm của vương quốc Thiên Chúa. Và cũng với cái giá đó, hôn nhân, gia đình, môi trường và xã hội cũng đạt được sự hiệp nhất tương tự. Đó là sự hiệp nhất của sự thật với tự do. Đó là sự hiệp nhất giữa tự do và sự thật. Hỡi Jerusalem, hãy mừng vui. Đây là cách giáo hội bày tỏ niềm vui, đồng thời mời gọi chúng ta mừng vui như hoa trái của công việc thiêng liêng chúng ta thực hiện trong mùa chay. Hơn bất cứ thời gian nào khác trong năm phụng vụ, mùa chay phải là thời gian dấn thân và nỗ lực về phương diện thiêng liêng. Nhưng thực ra, nỗ lực này, sự vất vả này đem lại cho chúng ta cơ hội mừng vui. Trong suốt mùa chay, giáo hội sống viễn tưởng vui mừng của sự phục sinh. Lời mời gọi vui mừng hôm nay cũng nhắc chúng ta nhớ đến viễn tưởng này. Nhưng niềm vui phát xuất từ sự vất vả còn lớn lao hơn. Chúng ta cảm nhận được niềm vui này mỗi khi chúng ta thắng vượt được sự lười biếng thiêng liêng, sự nhục chí và nguội lạnh. Chúng ta luôn luôn cảm nhận được niềm vui khi chúng ta thấy rằng chúng ta có thể đòi hỏi điều gì đó nơi chính mình.
rằng chúng ta có thể dâng cho Chúa và cho tha nhân điều gì đó từ chính mình. Niềm vui thiêng liêng thực sự là niềm vui phát sinh từ vất vả, từ nỗ lực. Vì thế, chúng ta hãy để cho thời gian mùa chay khích lệ chúng ta thực hiện các nhiệm vụ của người Kitô hữu. Chúng ta hãy tìm lại niềm vui mà việc tham dự thánh lễ đem lại cho chúng ta. Hãy để cho thánh lễ Chủ nhật trở thành đỉnh cao của mọi tuần lễ. Hãy tìm lại niềm vui phát sinh từ lòng thống hối, sự hoán cải, từ bí tích hòa giải sáng ngời với Chúa mà Chúa Kitô đã thiết lập để tái thiết sự bình an trong lương tâm con người. Chúng ta hãy nhận lấy nỗ lực thiêng liêng mà mùa chay đòi hỏi chúng ta, hầu có thể chấp nhận với tất cả tinh thần sâu xa lời mời gọi của Giáo hội Kinh Truyền Tin ngày 25 tháng 3 năm 1979. Trong một hành động khắc khổ và hùng hồn, Giáo hội xức cho trên đầu chúng ta như dấu chỉ của mùa chay. Dấu chỉ này nhắc mỗi người chúng ta nhớ lại lời sách sáng thế: ngươi là bụi tro và ngươi sẽ trở về cho bụi. Sáng thế đoạn 3 câu 19. Thế nhưng, đồng thời, Giáo hội nhắc lại lời Chúa Giê-xu Nazareth tuyên bố khi người khởi đầu sứ vụ: hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Mác-cô đoạn 1 câu 15. Giáo hội nhắm những lời này cho tất cả các tín hữu, đúng hơn là cho tất cả mọi người, vì hồng ân cứu độ được ban cho mọi người. Quyền năng cứu chuộc của Chúa Kitô không biết đến biên cương nào cả. Nhưng tâm hồn phải mở ra để đón nhận hồng ân của thiên đàng. Tội lỗi ngăn cản tâm hồn mở ra vì nó giam hãm con người trong sự ích kỷ. Mùa chay là thời gian thuận tiện để giải thoát chính mình khỏi những trở ngại này và chuẩn bị tâm hồn đón nhận niềm vui lại được gặp gỡ Chúa Kitô sâu xa hơn trong ánh sáng phục sinh. Ước mong mỗi người biết lợi dụng mùa chay. Sống để thực hiện ý Chúa Cha. Chúa Giê-xu nói: tôi và Cha tôi là một. Gioan đoạn 10 câu 30. Những lời này bị coi là phạm thượng và gây nên một phản ứng mạnh mẽ trong các thính giả. Họ nhặt đá ném người. Gioan đoạn 10 câu 31. Thực vậy, luật Mô-xê truyền phạt tử hình kẻ lộng ngôn. Đệ nhị luật, đoạn 13, câu 10, câu 11. Bây giờ, điều quan trọng là nhận ra mối liên hệ hữu cơ giữa sự thật về sự hiệp nhất sâu xa giữa Chúa Con với Chúa Cha và sự kiện Đức Giê-xu, người Con hoàn toàn sống cho Cha. Thực thì, chúng ta biết rằng toàn bộ cuộc đời dương thế của Đức Giê-xu luôn luôn hướng về Chúa Cha. Người dành cho Chúa Cha mà không giữ lại gì. Khi mới 12 tuổi, Giê-xu, con của bà Maria, đã ý thức sâu sắc mối tương quan của mình với Chúa Cha. Và người chấp nhận một thái độ phù hợp với sự chắc chắn nội tâm của người. Do đó,
đáp lại lời phàn nàn của thân mẫu khi cùng với thánh Giuse thấy người trong đền thờ sau khi đã tìm kiếm suốt 3 ngày. Người nói: "Cha mẹ không biết rằng con phải ở trong nhà cha con sao?" Luca đoạn 2 câu 49. Hai màu nhiệm cuối cùng của mùa vui, trong khi duy trì bầu khí vui mừng, đã hướng về bi kịch sắp tới. Dân con trong đền thờ không chỉ diễn tả niềm vui của sự thánh hiến con trẻ và nỗi ngất ngây của cụ già Simeon, mà còn ghi lại lời tiên tri rằng Chúa Kitô sẽ là dấu cho sự mâu thuẫn đối với Israel, và một lưỡi gươm sẽ đâm thấu trái tim mẹ người. Luca đoạn 2 câu 34-35. Niềm vui pha trộn với bi kịch đánh dấu mầu nhiệm thứ 5. Tìm thấy trẻ Giê-xu 12 tuổi trong đền thờ. Ở đây, người xuất hiện trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa khi nghe và đặt các câu hỏi, đã tỏ ra thực sự là một thầy dạy. Việc mặc khải mầu nhiệm của người như là người con hoàn toàn hiến mình cho Chúa Cha nói lên bản chất triệt để của tin mừng. Trong đó, dù mối liên hệ nhân loại gần gũi nhất cũng bị thách đố bởi những đòi hỏi tuyệt đối của nước trời. Maria và Giuse sợ hãi và lo lắng, không hiểu lời người nói. Luca đoạn 2 câu 50. Kinh lạy Cha đọc trong kinh Mân Côi. Sau khi nghe lời và chú tâm đến mầu nhiệm Mân Côi, tự nhiên tâm trí phải nâng lên cao hướng về Chúa Cha. Trong mỗi mầu nhiệm của người, Chúa Giê-xu luôn luôn đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Bởi vì khi ở trong cung lòng Chúa Cha, Gioan đoạn 1 câu 18, người luôn luôn hướng về Chúa Cha. Người muốn chúng ta chia sẻ sự thân mật của người với Chúa Cha. Nhờ đó, chúng ta có thể cùng với người thân thương: Abba, Cha ơi. Roma đoạn 8 câu 15. Galat đoạn 4 câu 6. Nhờ mối tương quan với Chúa Cha, Chúa Giê-xu làm cho chúng ta trở nên anh chị em của chính người và anh chị em của nhau, thông ban cho chúng ta Thánh Thần, vừa là của người vừa là của Chúa Cha. Là một thứ nền tảng cho suy niệm mang tính Kitô học và thánh mẫu học bộc lộ ra khi lặp đi lặp lại kinh kính mừng Maria, kinh lạy Cha, làm cho việc suy niệm và mầu nhiệm dù là thực hiện trong nơi hoang vắng cũng mang một kinh nghiệm giáo hội. Kinh Mân Côi là kinh nguyện yêu thích của tôi, một kinh nguyện tuyệt diệu. Tuyệt diệu vì đơn giản và sâu xa, giữa những lời kinh kính mừng Maria, những biến cố chính trong cuộc sống của Chúa Giê-xu trải qua trước mắt tâm hồn. Những biến cố ấy làm thành chuỗi trọn vẹn những mầu nhiệm vui, thương, mừng và đặt chúng ta vào trong sự hiệp thông sống động với Chúa Giê-xu. Có thể nói, nhờ trái tim của thân mẫu người. Chủ yếu trong sứ mạng thiên sai của Chúa Giê-xu Ki-tô.
Ngươi là đấng cứu chuộc thế giới nhờ cái chết trên thập giá. Chúng ta tuyên xưng điều đó trong kinh Tin Kính Công Đồng Constantinople. Theo đó, Đức Giêsu Kitô, vì chúng ta đã chịu đóng đinh dưới thời Pontius Pilato, chịu chết và mai táng. Khi tuyên xưng niềm tin này, chúng ta tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu như một biến cố lịch sử. Biến cố này cũng như cuộc đời của người chúng ta biết đến nhờ những nguồn mạch lịch sử chắc chắn và uy tín. Dựa trên căn bản của những nguồn này, chúng ta có thể và mong ước biết và hiểu những hoàn cảnh lịch sử chung quanh cái chết ấy mà chúng ta tin đó là cái giá để cứu chuộc nhân loại ở mọi thời. Khi Chúa Giêsu tuyên bố người có quyền tha tội, các văn sĩ coi đó là lộng ngôn, bởi vì duy mình Thiên Chúa mới có quyền đó. Mát-cô đoạn 2 câu 6. Khi người làm phép lạ trong ngày Sa-bát khẳng định rằng con người là chủ ngày Sa-bát. Mát-thêu đoạn 12 câu 8. Phản ứng của người ta cũng tương tự. Từ lúc đó, ý định giết Chúa Giêsu đã rõ ràng. Mát-cô đoạn 3 câu 6. Họ tìm cách giết người không phải chỉ vì người phá luật ngày Sa-bát, nhưng còn vì gọi Thiên Chúa là cha người, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Gioan đoạn 5 câu 18. Ý nghĩa của lời này có gì khác hơn? Quả thật, tôi bảo các ông, trước khi có Abraham, tôi hiện hữu. Gioan đoạn 8 câu 58. Thính giả của người hiểu rất rõ ý nghĩa của lời tôi hiện hữu. Vì thế, Chúa Giêsu có nguy cơ bị ném đá. Thế nhưng lần này, Chúa Giêsu ẩn mình đi và ra khỏi đền thờ. Gioan đoạn 8 câu 59. Sự kiện sau cùng đẩy câu chuyện lên cao và đưa tới quyết định giết Chúa Giêsu là việc người phục sinh ông Lazaro đã chết tại Bethany. Tin mừng Gioan cho chúng ta biết rằng trong buổi họp sau đó của nghị viện, người ta đã khẳng định: người này đã làm nhiều dấu lạ. Nếu ta để cho ông ta đi như vậy, mọi người sẽ tin vào ông ta, rồi người Roma sẽ đến hủy diệt cả nơi thánh lẫn dân tộc chúng ta. Trong dự đoán và vì sợ hãi, Thượng tế Caipha nói với họ: thà một người chết thay cho dân còn hơn là để toàn dân bị tiêu diệt. Gioan đoạn 11 câu 47 đến câu 50. Thánh sử thêm: điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Gioan đoạn 11 câu 51 đến câu 53. Như vậy, Gioan cho chúng ta biết hai mặt trong lập trường của Caipha. Từ quan điểm nhân loại, một quan điểm có thể mô tả chính xác hơn là kẻ cơ hội. Đó là một cố gắng để biện minh cho việc loại trừ một con người bị coi là nguy hiểm về phương diện chính trị, bất kể đến sự vô tội của họ. Từ một cái nhìn cao hơn, theo nhận định của Thánh Sử, những lời nói của Caipha một cách độc lập trong ý định của ông ta có một nội dung tiên tri thực sự liên quan đến mầu nhiệm cái chết của Chúa Kitô theo như kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thank you.
Chúa Nhật lễ lá, canh lá vinh thắng và thập giá của cuộc thương khó. Này đây, vua ngươi đến với ngươi, khiêm tốn cưỡi trên lưng lừa, một con lừa con của lừa mẹ. Matthew đoạn 21 câu 5. Isaiah đoạn 62 câu 11. Vạn phúc đấng ngự đến nhân danh Chúa. Marco đoạn 11 câu 9. Phụng vụ Chúa Nhật lễ lá kết hợp hai khoảnh khắc trái ngược nhau: cuộc chào đón Đức Giêsu vào Jerusalem và thảm kịch thương khó, lễ hội Hosanna và những tiếng la ó lặp đi lặp lại, đóng đinh nó vào thập giá, cuộc khải hoàn và sự thất bại bề ngoài qua cái chết trên thập giá. Như thế là phụng vụ thực hiện trước giờ mà đấng thiên sai phải chịu đau khổ nặng nề, phải chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Matthew đoạn 16 câu 21. Đồng thời chuẩn bị chúng ta sống mầu nhiệm vượt qua một cách trọn vẹn. Mừng vui lên hỡi thiếu nữ Jerusalem, này đây vua ngươi đến với ngươi. Diễm ca đoạn 9 câu 9. Khi đón chào Đức Giêsu, thành phố vui mừng nhớ lại ký ức về vua David. Thành phố của các ngôn sứ, nhiều vị đã phải tự đạo vì chân lý. Thành phố của hòa bình, qua các thế hệ đã biết đến bạo lực, chiến tranh và lưu đày. Jerusalem được coi là thành phố biểu tượng của nhân loại, nhất là vào thời điểm bi thảm của thiên niên kỷ thứ ba mà chúng ta đang sống. Như vậy, các nghi lễ Chúa Nhật lễ lá tự nó cất tiếng lên một cách hùng hồn. Hôm nay chúng ta hân hoan vì hôm nay Đức Giêsu, vua hòa bình, tiến vào Jerusalem. Với đức tin và niềm vui, hôm nay chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô, vua của chúng ta. Người là vua sự thật, tự do, công bình và yêu thương. Đây là bốn trụ cột để có thể xây dựng bình an thực sự. Bình an là hồng ân của Chúa Kitô mà người thủ đắc cho chúng ta nhờ sự hy sinh trên thập giá. Để thực hiện hồng ân ấy một cách hiệu quả, cần thiết phải cùng với Thầy Chí Thánh trèo lên đỉnh Calvary. Và ai có thể hướng dẫn chúng ta trong hành trình này tốt hơn Đức Maria? Dưới chân thập giá, mẹ đã được ban cho chúng ta qua vị tông đồ trung tín là Thánh Gioan. Chấp nhận giao ước tình yêu này, Gioan đã đón rước mẹ về nhà mình. Gioan đoạn 19 câu 27. Tức là đón tiếp mẹ vào cuộc đời mình, chia sẻ với mẹ một sự thân cận thiêng liêng mới mẻ hoàn toàn. Mỗi giây thân thiết với mẹ Chúa Trời sẽ dẫn đưa người môn đệ được yêu mến trở thành người tông đồ của tình yêu. Tình yêu kín múc được từ trái tim Chúa Kitô qua trái tim vô nhiễm của Đức Maria. Các bạn thân mến, đây là mẹ của con. Chúa Giêsu nói những lời này với mỗi người trong các bạn. Người cũng mời gọi các bạn hãy đón nhận thân mẫu người vào nhà bạn, đón nhận mẹ như một người trong các bạn, vì mẹ sẽ thi hành tác vụ của mẹ như là người mẹ và sẽ huấn luyện các bạn và khuôn đúc các bạn cho tới khi Chúa Kitô thành hình hoàn toàn trong các bạn. Sứ điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới 19 tháng 3 năm 2003. Xin Đức Maria
Thực hiện điều ấy, nhờ đó các bạn có thể quảng đại, đáp trả lời Chúa mời gọi, và kiên trì trong niềm vui và lòng trung thành với sứ mạng Kitô hữu. Ôi mẹ Maria, mẹ sầu bi, mẹ là nhân chứng thầm lặng của những phút giây quyết định trong lịch sử cứu độ. Xin ban cho chúng con đôi mắt của mẹ, nhờ đó trên khuôn mặt của đấng chịu đóng đinh đã bị biến dạng vì đau khổ, chúng con có thể nhận ra khuôn mặt của đấng phục sinh vinh hiển. Xin giúp chúng con theo Người và tin tưởng vào Người. Nhờ đó, chúng con được xứng đáng với lời Người đã hứa. Xin giúp chúng con biết trung thành hôm nay và suốt đời chúng con. Tuần Thánh, hãy giúp ích cho người bên cạnh. Những lời kín đáo mà ngày nọ Chúa Giêsu nói về người tông đồ phản bội vang lên với sức mạnh khác thường. Người nghèo thì anh em luôn có, nhưng thầy thì anh em không luôn luôn có đâu. Gioan đoạn 12 câu 8. Anh em luôn luôn có người nghèo ở bên cạnh. Sau vực thẳm của những lời này, không ai có thể nói khó nghèo là gì. Khi người ta hỏi Thiên Chúa, Người trả lời rằng chính Người là người nghèo. Lời kêu gọi sám hối, hoán cải có nghĩa là lời kêu gọi mở nội tâm ra với tha nhân. Trong lịch sử giáo hội và trong lịch sử con người, không gì có thể thay thế lời mời gọi này. Lời mời gọi này có những điểm đến vô biên. Nó được nói với mọi người và được nói với từng người vì những lý do riêng biệt của mỗi người. Do đó, mọi người phải nhìn chính mình trong hai khía cạnh nơi mục tiêu của lời mời gọi này. Chúa Kitô đòi hỏi tôi mở ra với tha nhân. Nhưng tha nhân nào? Với người đang ở đây, lúc này. Không thể trì hoãn lời mời gọi này đến một thời khắc bất định, lúc một người hành khất đủ điều kiện xuất hiện và giơ tay ra. Tôi phải mở ra với mọi người, sẵn sàng để trở nên hữu ích. Trở nên hữu ích bằng cách nào? Người ta biết rõ rằng đôi khi chúng ta có thể tặng một món quà cho người khác chỉ bằng một lời. Nhưng cũng bằng một lời, chúng ta có thể làm cho người ấy đau đớn, xúc phạm, làm tổn thương người ấy. Thậm chí chúng ta còn có thể giết chết người ấy về mặt tinh thần. Vì thế, cần phải chấp nhận lời mời gọi này của Chúa Kitô trong những hoàn cảnh sống và tiếp xúc thông thường mọi ngày. Ở đó, mỗi người chúng ta luôn luôn là người có thể cho người khác, đồng thời là người có thể nhận lãnh những gì mà người khác trao tặng mình. Thực hiện lời mời gọi của Chúa Kitô để mở ra với người khác về phương diện nội tâm có nghĩa là bằng cách sống luôn luôn sẵn sàng để tìm thấy chính mình ở điểm đến khác của lời mời gọi này. Tôi là người trao tặng tha nhân ngay cả khi tôi đón nhận. Khi tôi biết ơn vì mọi điều thiện đến với tôi từ tha nhân, tôi không thể đóng kín và vô ơn. Tôi không thể tự cô lập chính mình.
Như chúng ta có thể thấy, đón nhận lời mời gọi của Chúa Kitô để mở ra với tha nhân đòi hỏi tái tạo toàn bộ cách sống hàng ngày của chúng ta. Cần phải đón nhận lời mời gọi này trong những chiều kích thực sự của đời sống, không trì hoãn đợi cho đến hoàn cảnh hay trường hợp khác, tới dịp mà sự cần thiết tự bộc lộ. Cần phải không ngừng kiên trì trong thái độ nội tâm này. Nếu không, khi cơ hội khác thường đến, có thể là chúng ta đã không có sự chuẩn bị thích hợp. Thánh, chúng ta có yêu mến người không? Anh có yêu mến thầy không? Đó là một câu hỏi nền tảng, một câu hỏi phổ biến. Đó là câu hỏi mở tâm hồn và đem lại ý nghĩa cho đời sống. Đó là câu hỏi quyết định chiều kích thực sự của con người. Trong câu hỏi ấy, toàn thể con người phải bày tỏ chính mình, và cũng trong câu hỏi đó, con người phải siêu việt chính mình. Đây là câu hỏi Chúa Kitô đặt ra cho Phêrô. Chúa hỏi 3 lần và 3 lần Phêrô trả lời. Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Vâng, thưa thầy, thầy biết con yêu mến thầy. Gioan đoạn 21 câu 15 đến câu 17. Phêrô không tách rời chính mình khỏi câu hỏi này. Anh có yêu mến thầy không? Ông đem câu hỏi đó theo mình ở bất cứ nơi đâu. Ông đem theo mình qua các thế kỷ, qua các thế hệ, ở giữa các dân tộc và những đất nước mới, ở giữa những ngôn ngữ và những dòng giống mới. Một mình ông đem theo, nhưng ông không còn một mình nữa. Có những người khác cùng đem theo với ông: Phaolô, Gioan, Giacôbê, Andre, Irene thành Lyon, Biện Đức, Martin, người nghèo thành Assisi, Gioan, Francisco Sale, Gioanna, Vincent, Gioan Maria Vianney, Teresa Listi. Ở đây, ở thành phố này, trên mảnh đất mà tôi được hân hạnh viếng thăm hôm nay, đã có và hiện có những người nam và nữ đã biết và hiện nay vẫn còn biết rằng toàn bộ cuộc sống của họ có giá trị và ý nghĩa hoàn toàn và duy nhất, tới mức nó là câu trả lời cho cùng một câu hỏi. Anh có yêu mến không? Anh có yêu mến thầy không? Họ đã và đang đưa ra câu trả lời trọn vẹn và hoàn hảo, câu trả lời anh hùng, hoặc là một cách phổ biến bình thường. Nhưng dù trong trường hợp nào thì họ cũng biết rằng cuộc sống của họ, cuộc sống của nhân loại nói chung, có giá trị và ý nghĩa tới mức nó là câu trả lời cho câu hỏi anh có yêu mến không. Chỉ có nhờ câu hỏi này mà đời sống mới đáng sống. Câu trả lời mà họ đưa ra có một ý nghĩa phổ quát, một giá trị tồn tại. Nó xây dựng trong lịch sử nhân loại một thế giới thiện hảo. Chỉ có tình yêu mới xây dựng nên thế giới này. Nó xây dựng thế giới với những khó khăn. Nó phải nhọc nhằn để đem lại cho thế giới một hình dạng. Nó phải nhọc nhằn chống lại những thế lực sự dữ, tội lỗi, thù ghét, ham muốn xác thịt, ham muốn của con mắt và sự kiêu căng. 1 Gioan đoạn 2 câu 16.
Chúa Kitô là viên đá gốc của công trình xây dựng này. Người là viên đá gốc cho hình dạng mà thế giới này, thế giới của nhân loại có thể biết ơn và yêu mến. Phêrô, người mà Chúa Kitô hỏi 3 lần: "Anh có yêu mến thầy không?" Biết điều này, Phêrô, người mà khi bị thử thách đã chối thầy 3 lần, biết điều này. Chính từ ông mà bất chấp bao xung đột, chấm đối và phủ nhận, bất chấp tối tăm và mây mù vẫn tiếp tục đùng lên ở chân trời lịch sử. Và bạn biết ngày nay, trong thời đại của chúng ta, tình trạng đó đang đe dọa như thế nào? Chính từ ông mà công trình xây dựng sẽ vươn lên. Chính trên ông mà công trình ấy sẽ có dạng vĩnh cửu ở giữa những chiều kích trần gian và ngắn hạn của lịch sử con người trên mặt đất. Đừng để cho Chúa Kitô bị phản bội. Ở đây, chúng ta hãy tìm hiểu diễn tiến các sự kiện theo khía cạnh con người. Trong một cuộc họp của nghị viện, người ta đã quyết định sẽ giết Đức Giêsu Nazareth. Họ lợi dụng dịp người có mặt tại Jerusalem vào dịp lễ vượt qua. Giuđa, một người trong nhóm 12, phản bội Chúa Giêsu, lấy 30 đồng bạc bằng cách chỉ chỗ để người ta bắt người. Họ bắt Chúa Giêsu và điều người đến nghị viện. Trước câu hỏi của vị thượng tế: "Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết, ông có phải là Đấng Kitô con Thiên Chúa không?" Chúa Giêsu trả lời: "Ông đã nói rồi đó." Mát-cô đoạn 14 câu 62, Lu-ca đoạn 22 câu 70. Nghị viện thấy lời tuyên bố này là phạm thượng rõ ràng, nên họ quyết định kết án người phải chết. Mát-cô đoạn 14 câu 64. Tuy nhiên, nghị viện không thể thực thi án phạt ấy nếu toàn quyền Roma không đồng ý. Bản thân Phi-la-tô cho rằng Chúa Giê-xu vô tội và ông đã mấy lần tỏ ra điều đó. Sau khi đã những phản kháng yếu ớt trước áp lực của nghị viện, cuối cùng ông phải nhượng bộ vì sợ thất sủng trước hoàng đế Ca-i-sa, lại càng sợ vì đám đông dân chúng bị những người ủng hộ việc loại trừ Đức Giêsu xúi dục, bây giờ đòi đóng đinh người. Đóng đinh nó vào thập giá. Vậy là Chúa Giêsu bị lên án tử bằng cách đóng đinh. Trách nhiệm lịch sử đối với việc đóng đinh Chúa Giêsu là nơi những người đã được nêu tên trong các sách Tin Mừng, ít là một phần. Chính Chúa Giêsu đã nói như thế khi trả lời Phi-la-tô ở công đường: "Kẻ trao nộp tôi cho ông thì nặng tội hơn." Gioan đoạn 19 câu 11. Ở chỗ khác người nói: "Con người đến như đã viết về người, nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì tốt hơn." Mát-cô đoạn 14 câu 21, Matthew đoạn 26 câu 24, Luca đoạn 22 câu 22. Chúa Giêsu ám chỉ những người khác nhau bằng những cách khác nhau sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của người. Giuđa,
các đại diện nghị viện, Philato và những người khác. Trong bài giảng sau lễ hiện xuống, Simon Phêrô đã lên án các vị lãnh đạo nghị viện về tội giết Đức Giêsu. Các ông đã đóng đinh và giết chết người nhờ tay những kẻ vô luật. Tuy nhiên, việc tố cáo này không vượt qua phạm vi những người thực sự có trách nhiệm. Công đồng Vatican II khẳng định, mặc dù giới cầm quyền Do Thái và những người theo sự hướng dẫn của họ đã gây áp lực khiến Chúa Giêsu phải chết, nhưng không phải là tất cả mọi người Do Thái vào thời đó, cũng không phải những người Do Thái ngày nay có thể bị kết tội trong cuộc khổ nạn của người. Đối với lương tâm những cá nhân liên quan, chúng ta phải nhớ lại những lời Chúa Giêsu trên thập giá: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Luca đoạn 23 câu 34. Những lời này vang vọng trong một bài giảng khác của Phêrô sau lễ ngũ tuần. Thưa anh em, bây giờ tôi biết rằng anh em đã hành động vì vô minh, và những người lãnh đạo anh em cũng vậy. Công vụ đoạn 3 câu 17. Thật là một sự dè dặt trước mầu nhiệm lương tâm con người, dù là trong trường hợp tội phạm nặng nhất trong lịch sử, tội giết Chúa Kitô. Noi gương Chúa Giêsu và Thánh Phêrô, cho dù là khó mà phủ nhận trách nhiệm của những người đã cố ý thực hiện cái chết của Chúa Kitô, chúng ta cũng phải nhìn sự việc trong ánh sáng kế hoạch đời đời của Thiên Chúa. Kế hoạch này đòi hỏi con yêu dấu của người dâng hiến chính mình làm lễ vật đền tội cho nhân loại. Trong cái nhìn cao hơn này, chúng ta nhận thức rằng vì tội lỗi chúng ta, tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Kitô trên thập giá. Tất cả chúng ta vì tội lỗi mà đã góp phần gây ra cái chết của Chúa Kitô như là lễ vật chuộc tội chúng ta. Tuần Thánh. Thánh thể là mầu nhiệm đức tin và tình yêu. Con sốt sắng thờ lạy Ngài, lạy thiên tính dấu ẩn che khuất dưới bề ngoài này. Chiều hôm nay chúng ta sống lại bữa tối cuối cùng, khi trong đêm bị trao nộp, Đấng cứu thế để lại cho chúng ta hy lễ thánh thể là mình và máu người, để tưởng niệm cái chết và sự sống lại của người, một bí tích của tình yêu, dấu chỉ của sự hiệp nhất và mối dây bác ái. Các bài đọc của cử hành hôm nay đều nói về các nghi lễ và những việc làm đã được quy định để ghi khắc trong lịch sử kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Sách xuất hành thuật lại một tài liệu thuộc truyền thống tư tế, trong đó thiết lập những luật lệ để cử hành lễ vượt qua Do Thái. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô để lại cho giáo hội chứng từ cổ nhất về bữa tiệc vượt qua mới của Kitô giáo. Đó là nghi lễ giao ước mới và vĩnh cửu do Chúa Giêsu thiết lập tại căn phòng tiệc ly trước khi chịu khổ nạn. Cuối cùng, được Chúa Thánh Thần soi sáng, Thánh sử Gioan tóm lược ý nghĩa sâu xa lễ hiến tế của Chúa Kitô trong hành vi rửa chân. Đó là lễ vượt qua của Chúa,
có nguồn gốc trong lịch sử của dân tộc Israel và nên trọn vẹn trong Chúa Giêsu Kitô, con chiên của Thiên Chúa hy sinh vì ơn cứu độ chúng ta. Giáo hội sống nhờ thánh thể. Do tác vụ của các tông đồ và các đấng kế vị, trong một loạt liên tục bắt đầu từ phòng tiệc ly, những lời nói và hành động của Chúa Kitô được lặp lại đi theo hành trình của giáo hội để trao tặng bánh sự sống cho con người thuộc mọi thế hệ. Đây là mình thầy bị trao nộp vì anh em, hãy làm việc này để nhớ đến thầy. Chén này là giao ước mới trong máu thầy, mỗi khi anh em uống máu này, hãy làm để nhớ đến thầy. 1 Cô-rinh-tô đoạn 11 câu 24-25. Nhắc lại hy sinh trên thập giá của Chúa Giêsu dưới dạng bí tích. Thánh thể là đỉnh cao của công cuộc cứu chuộc. Thánh thể loan báo và thực hiện mầu nhiệm vốn là nguồn sự sống cho mọi người. Thật vậy, mỗi lần chúng ta ăn bánh và uống chén này, chúng ta công bố cái chết của người cho tới khi người đến. 1 Cô-rinh-tô đoạn 11 câu 26. Sau khi truyền phép, linh mục tuyên bố đây là mầu nhiệm đức tin, và dân chúng đáp: Chúa Kitô đã chết, Chúa Kitô đã sống lại, Chúa Kitô sẽ lại đến. Phải, hôm nay chúng ta hiểu một cách đặc biệt rằng mầu nhiệm đức tin thật là cao cả, và sự đơn giản của các biểu tượng thánh thể, bánh và rượu nhằm để nhấn mạnh hơn đến chiều sâu của nó. Quyền năng ban sự sống nơi cái chết của Chúa Kitô, quyền năng thanh tẩy của máu Chúa Kitô, nhận được sự tha thứ tội lỗi cho con người thuộc mọi thời và mọi nơi. Sự cao cả của hy sinh cứu chuộc, mầu nhiệm tình yêu này không thể hiểu được đối với con người, được trao tặng hoàn toàn trong bí tích thánh thể. Kitô hữu được mời gọi từng bước trước thánh thể chiều nay, thậm chí đêm nay, để thinh lặng thờ lạy. Đây là đức tin của giáo hội. Đây là đức tin của mỗi người chúng ta trước mầu nhiệm thánh thể siêu phàm. Lời lẽ hãy dừng lại và hãy kéo dài sự thờ lạy trong thinh lặng. Thứ sáu tuần thánh, thế là đã hoàn tất. Khi chiêm ngắm khuôn mặt Chúa Giêsu, chúng ta đối diện với khía cạnh nghịch lý nhất trong mầu nhiệm của người. Khía cạnh ấy xuất hiện vào giờ sau hết của người trên thập giá, mầu nhiệm trong mầu nhiệm. Trước mầu nhiệm ấy, chúng ta chỉ có thể phủ phục tôn thờ. Cường độ của trường đoạn trong vườn ô liu diễn ra trước mắt chúng ta. Bị áp lực bởi biết trước cuộc xét xử đang chờ đợi người và cảm thấy cô đơn trước Chúa Cha, Chúa Giêsu kêu lên với Cha bằng lời diễn tả sự tin cậy quen thuộc và đầy lòng yêu mến. Abba, Cha ơi! Người xin Cha nếu có thể thì lấy chén đau khổ này đi. Mát-cô đoạn 14 câu 36. Nhưng Chúa Cha dường như không chú ý tới tiếng kêu của người con. Để đưa con người về lại với khuôn mặt Chúa Cha,
Chúa Giêsu không những phải nhận lấy khuôn mặt của con người mà còn mang nặng gánh khuôn mặt của tội lỗi. Đấng chẳng hề biết tội là gì thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 21. Chúng ta không bao giờ có thể thấu hiểu chiều sâu của mầu nhiệm này. Chúng ta có thể thấy tất cả tính khắc nghiệt của sự nghịch lý trong tiếng kêu hầu như tuyệt vọng của Chúa Giêsu: lạy Chúa, sao Chúa bỏ con? Mát-cô đoạn 15 câu 34. Thật khó mà mường tượng được một cuộc hấp hối nào bi thảm hơn, một bóng tối nào dày đặc hơn. Thật vậy, tiếng kêu tại sao đau đớn thốt lên với Chúa Cha trong lời mở đầu Thánh Vịnh 22 diễn tả tất cả thực tại của nỗi đau khổ không thể nói lên được, nhưng lại được soi sáng bởi ý nghĩa của toàn bộ lời cầu nguyện đó. Lời cầu nguyện mà trong đó tác giả đã nối kết đau khổ với niềm tin trong sự pha trộn cảm xúc thật cảm động. Thật thế, Thánh Vịnh tiếp tục: xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa, họ cậy trong Ngài đã độ trì. Xa con Ngài đứng sao đành, nguy hiểm bên mình không kẻ giúp cho. Thánh Vịnh 22 câu 5 câu 12. Anh chị em thân mến, tiếng kêu của Chúa Giêsu trên thập giá không phải là tiếng kêu đau đớn của con người đã mất hết hy vọng, nhưng là lời cầu nguyện của người con hiến dâng sự sống cho Chúa Cha trong tình yêu để cứu độ mọi người. Chính trong lúc người đồng hóa với tội lỗi của chúng ta bị Chúa Cha bỏ rơi, người trao phó chính mình trong tay Chúa Cha. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Những lời này là tiếng kêu cuối cùng của Chúa Kitô trên thập giá. Đó là những lời đóng lại mầu nhiệm khổ nạn và mở vào mầu nhiệm giải phóng qua sự chết. Một mầu nhiệm sẽ được thực hiện trong sự phục sinh. Đó là những lời quan trọng. Ý thức được tầm quan trọng ấy, giáo hội đã đưa những lời ấy vào trong phụng vụ các giờ kinh kết thúc một ngày. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Hôm nay, chúng tôi muốn đặt những lời này vào môi miệng nhân loại. Những lời ấy mang ý nghĩa mở ra đến tương lai. Chúng tôi hy vọng rằng vào cuối ngày thứ sáu tuần thánh này và ngày canh thức phục sinh, những lời "Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha" sẽ là những lời cuối cùng đối với chúng ta, những lời sẽ mở cánh cửa vĩnh cửu cho chúng ta. Thứ bảy tuần thánh, Đức Maria giúp chúng ta trung thành. Có thể nói, vào ngày thứ bảy tuần thánh tại mộ Chúa, giáo hội suy niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Người, việc Người xuống âm phủ và chờ đợi Người sống lại trong cầu nguyện và chay tịnh. Ngày hôm nay, giáo hội rất khuyến khích phục vụ các bài đọc và giờ kinh sáng được cử hành chung với giáo dân. Ở đâu không thể làm được thì nên có một vài cử hành lời Chúa hoặc một vài việc đạo đức
phù hợp với mầu nhiệm cử hành trong ngày hôm nay. Hình ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh hay nằm trong mộ hoặc xuống âm phủ mà mầu nhiệm thứ bảy tuần thánh nhắc nhớ, cũng như hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria sầu bi có thể trưng bày trong nhà thờ để tín hữu kính viếng. Trong ngày này, giáo hội hoàn toàn không cử hành thánh lễ, chỉ có thể cho hiệp lễ như của ăn đàn, cấm cử hành nghi thức hôn phối cũng như các bí tích khác, trừ bí tích hòa giải và sức dầu thánh. Thứ bảy tuần thánh là ngày giáo hội chiêm ngắm Chúa Kitô nghỉ an trong mộ sau chiến thắng của thập giá. Giáo hội tưởng nhớ người xuống thế giới của kẻ chết để chữa lành nguồn gốc nhân loại, và giáo hội chờ đợi lời người hứa được thực hiện. Con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư, họ sẽ lên án sự tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại, họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người, họ sẽ đánh đòn và giết chết người, ba ngày sau người sẽ sống lại. Mát-cô đoạn 10 câu 33-34. Một tác giả cổ đã mô tả mầu nhiệm ngày thứ bảy tuần thánh bằng những lời đầy đức tin và thi vị. Hôm nay, sự im lặng lớn lao tràn ngập trái đất, sự im lặng và tĩnh mịch lớn lao, thinh lặng lớn lao vì vị vua ngủ, trái đất hoảng sợ và vẫn còn tĩnh mịch vì Chúa ngủ trong xác thể và cho những người đã ngủ từ bao đời được trỗi dậy. Chúa đã chết trong xác thể và âm phủ rung động. Bản văn tiếp tục mô tả cuộc đối thoại giữa Chúa Kitô với Adam. Ta là Chúa của ngươi, vì ngươi mà trở thành con của ngươi, cho ngươi và cho dòng dõi ngươi, mà giờ đây ta nói và ra lệnh cho những người còn trong ngục tù, hãy bước ra, và cho những người ngồi trong bóng tối, hãy sáng lên, và những người đang ngủ, hãy trỗi dậy. Ta ra lệnh cho ngươi, hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy. Ta đã không làm cho ngươi thành tù nhân ở âm phủ, hãy trỗi dậy từ cõi chết. Ta là sự sống của kẻ chết, hãy trỗi dậy, hỡi con người, công trình của tay ta, hãy trỗi dậy, ngươi đã được tạo thành theo hình ảnh ta. Kẻ thù đã đưa ngươi ra khỏi vườn địa đàng, ta sẽ hồi phục ngươi, không phải ở địa đàng nữa, nhưng ở ngay trên trời. Nước trời đã được chuẩn bị cho ngươi từ trước các thế hệ. Vào ngày thứ bảy tuần thánh, một lần nữa giáo hội được đồng hóa với Đức Maria. Tất cả đức tin của giáo hội hội tụ nơi mẹ, người tín hữu đầu tiên. Trong bóng tối bao phủ tạo vật, riêng mẹ vẫn giữ được ngọn lửa đức tin sống động, chuẩn bị đón nhận lời công bố phục sinh vui mừng và ngạc nhiên. Trong ngày không phụng vụ này, khi nhớ đến Mẹ Thiên Chúa, cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi để dâng hiến chính mình cho sự thinh lặng và chiêm niệm, và trong sự chờ đợi, củng cố niềm hy vọng, diễm phúc về cuộc gặp gỡ mới với Chúa của mình. Thức phục sinh, đêm của niềm tin và hy vọng. Ngôi mộ Chúa Giêsu đã được lấp lại và niêm phong theo yêu cầu của các thượng tế và những người Pha-ri-siêu, người ta đặt lính canh gác
ấy là để đừng ai lấy cắp thi hài của người. Matthew đoạn 27 câu 63-64. Đây là sự kiện khởi đầu cho phục vụ canh thức phục sinh. Những người muốn cái chết của Chúa Kitô, những người coi người là kẻ lừa đảo, Matthew đoạn 27 câu 63, đang canh gác cạnh ngôi mộ, họ muốn chôn vùi chính người và sứ điệp của người mãi mãi. Không xa chỗ đó, Maria đang canh thức cùng với cô là các tông đồ và một số phụ nữ. Trong tâm hồn họ nặng chịu những biến cố u buồn vừa mới xảy ra. Đêm nay, giáo hội canh thức ở khắp mọi ngõ ngách trên thế giới và sống lại những giai đoạn chính yếu trong lịch sử cứu độ. Phụng vụ long trọng mà chúng ta đang cử hành là diễn tả sự canh thức này. Một cách nào đó gợi lên sự canh thức của chính Thiên Chúa. Khi canh thức trong đêm thánh này, giáo hội suy niệm những bản văn thánh kinh. Những bản văn này phát họa kế hoạch của Thiên Chúa từ sách Sáng Thế đến sách Tin Mừng, và cùng với phục vụ nước và lửa, làm cho cử hành đáng nhớ này có chiều kích vũ trụ. Toàn thể vũ trụ thụ tạo được triệu tập để đêm nay canh thức tại mộ Chúa Kitô. Lịch sử cứu độ diễn ra trước mắt chúng ta, từ tạo dựng cho đến cứu chuộc, từ xuất hành cho đến giao ước trên núi Sinai, từ cựu ước cho đến tân ước vĩnh cửu. Trong đêm thánh này, kế hoạch của Thiên Chúa được trọn vẹn, kế hoạch bao trùm lịch sử nhân loại và lịch sử vũ trụ. Trong đêm canh thức phục sinh, mẹ của tất cả mọi đêm, ai nấy cũng có thể nhận ra lịch sử cứu độ của cá nhân mình. Một lịch sử có giai đoạn căn bản là sự tái sinh của chúng ta trong Chúa Kitô qua phép rửa. Ngôi mộ, đây là nơi họ đã mai táng người, Marco đoạn 16 câu 6. Nơi đó, cộng đoàn giáo hội trên khắp thế giới hiện diện một cách thiêng liêng. Chúng ta cũng ở đó cùng với ba người phụ nữ đã đến đó trước lúc bình minh để sức thuốc thơm cho thi hài Chúa Giê-xu, Marco đoạn 16 câu 1. Mối quan tâm mến thương của họ cũng là mối quan tâm của chúng ta. Cùng với họ, chúng ta thấy tảng đá lớn đã được lăn sang một bên và thi hài Chúa không còn ở đó nữa. Vị thiên thần chỉ về ngôi mộ trống và đóng khăn liệm trên mặt đất mà nói: người không ở đây, sự chết không còn quyền lực trên người, Roma đoạn 6 câu 9. Chúa Kitô, đấng vì chúng ta bị treo trên cây thập giá, đã sống lại ra khỏi mộ. Alleluia! Phải, Chúa Kitô đã thực sự sống lại, và chúng ta là nhân chứng điều này. Chúng ta làm chứng điều này cho thế giới, nhờ đó niềm vui của chúng ta sẽ lan tới vô số những tâm hồn khác, thắp lên trong họ ánh sáng hy vọng không tàn lụi. Chúa Kitô đã sống lại. Alleluia. Chúa Nhật Phục Sinh, tất cả đều mới mẻ trong Chúa Giê-xu, đấng đã sống lại. Trong Chúa Kitô Phục Sinh, mọi thụ tạo đều trỗi dậy vào đời sống mới. Mong cho lời loan báo Phục Sinh vang đến mọi dân tộc trên mặt đất, và mong cho tất cả mọi người
thiện chí đều cảm nhận là mình được mời gọi đóng một vai trò tích cực vào ngày mà Chúa đã làm ra, ngày người sống lại, khi giáo hội tràn đầy niềm vui loan báo rằng Chúa đã thực sự sống lại. Tiếng kêu bộc phát từ trái tim những người môn đệ vào ngày thứ nhất sau ngày Sa-bát đã kéo dài qua các thế kỷ và nay, vào đúng lúc của lịch sử, lặp lại một lần nữa niềm hy vọng của nhân loại với sự chắc chắn về sự phục sinh của Chúa, đấng cứu chuộc của nhân loại, một sự chắc chắn không thay đổi được. Trong Chúa Kitô phục sinh, mọi thù tạo đều trỗi dậy vào đời sống mới. Sự ngạc nhiên của các tông đồ và những phụ nữ vội chạy đến mộ vào lúc tảng sáng ngày hôm nay trở thành một kinh nghiệm được chia sẻ của toàn thể dân Chúa. Khi thiên niên kỷ mới bắt đầu, chúng tôi mong muốn chuyển trao cho thế hệ trẻ sự chắc chắn vốn là căn bản của đời sống chúng ta. Chúa Kitô đã sống lại, và trong người mọi thụ tạo đều trỗi dậy vào đời sống mới. Ôi Chúa Giêsu Kitô, vinh danh Chúa, hôm nay và mãi mãi Chúa hiển trị. Chúng ta nhớ đến thánh thi tràn đầy đức tin này mà chúng ta hát nhiều lần trong suốt thời gian kỷ niệm để ca tụng đấng là Alpha và Omega, nguyên thủy và cùng đích, khởi đầu và kết thúc. Giáo hội lữ hành vẫn trung thành với người, dù ở giữa những bách hại của thế gian và an ủi của Thiên Chúa. Giáo hội nhìn về người và không sợ hãi. Giáo hội bước đi chăm chú nhìn vào khuôn mặt của người và nhắc lại cho con người ở thời đại chúng ta rằng người, đấng phục sinh, vẫn là một hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Do Thái đoạn 13 câu 8. Ngày hôm nay, trời và đất hát lên danh thánh cao vời, không thể diễn tả được, của đấng chịu đóng đinh đã sống lại. Mọi sự có vẻ như trước đây, nhưng thực ra thì không có gì như trước đây. Người, sự sống không chết, đã cứu chuộc mọi cuộc sống con người và lại mở ra cho nó niềm hy vọng. Này đây, cái cũ đã qua, cái mới đã đến. 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 17. Mọi dự tính và kế hoạch của thụ tạo cao quý và giòn mỏng, tức là con người. Hôm nay có một tên gọi mới trong Chúa Kitô sống lại từ cõi chết. Vì trong người mọi sự trỗi dậy vào đời sống mới. Lời sáng thế đã nên trọn trong thụ tạo mới này. Bấy giờ Thiên Chúa phán, ta hãy dựng nên loài người theo hình ảnh giống như ta. Sáng thế, đoạn 1 câu 26. Ngày phục sinh, Chúa Kitô, Adam mới, đã trở nên thần khí ban sự sống. 1 Cô-rinh-tô, đoạn 15 câu 45. Chuộc lại Adam cũ khỏi thất bại của cái chết. Hỡi con người của thiên niên kỷ thứ ba, hồng ân sự sáng của ngày phục sinh, sự sáng đánh tan bóng tối sợ hãi và u buồn là để cho mọi người. Tất cả mọi người đều được trao tặng hồng ân bình an của Chúa Kitô phục sinh, đấng phá vỡ xích xiềng bạo lực và hận thù. Hãy tám khám phá ngày hôm nay với niềm vui và ngạc nhiên, vì thế giới không còn là nô lệ cho cái tất định. Thế giới của chúng ta có thể thay đổi. Bình an là có thể cho dù ở những nơi từ khá lâu vẫn còn chiến tranh và chết chóc. Hỡi con người trên mọi lục địa,
từ ngôi mộ của người. Nay đã trống rỗng mãi mãi, hãy rút ra sức mạnh cần thiết để đánh bại quyền lực sự dữ và chết chóc. Đặt tất cả mọi nghiên cứu và tiến bộ kỹ thuật nhằm phục vụ một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người. Lạy vua chiến thắng, xin hãy ban ơn cứu độ đời đời cho chúng con và cho thế giới.